Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học tập chương số 5, Bình đẳng yêu thương. Hôm qua chúng ta đã nói tới câu không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Đây là một lời nhắc nhở đối với chúng ta. Đấy. Chớ có nịnh nọt người giàu có, mà cũng không nên khinh thường người nghèo khó. Vậy thì nếu như chúng ta đã làm được tốt hai việc này rồi thì đã là tốt chưa? Chúng ta thấy người giàu có chúng ta cũng không nịnh nọt. Chúng ta thấy người nghèo khó chúng ta cũng không khinh thường họ. Các con nghĩ xem nếu chúng ta làm được việc này thì đã tốt chưa? Từ Lỗ mới hỏi thầy của mình là ngài Khổng Tử đấy. Thưa thầy, chúng ta thấy người nghèo khó, chúng ta không có khinh thường họ. Thấy người giàu có, chúng ta cũng không nịnh bợ họ. Thì như thế là tốt chưa? Thì Khổng Tử nói là tốt rồi. Nhưng mà phải tiến thêm một bước nữa. Đó là nghèo. Nghèo mà vui. Nghèo mà vui. Giàu có nhưng mà lại biết lễ. Đấy, hôm qua như hôm qua thầy nói đấy. Nghèo chúng ta biết vì sao chúng ta nghèo. Chúng ta không có mong cầu, không có cầu người, không có tham, thì chúng ta hiểu được cái nghèo này. Chúng ta thấy an lạc, nghèo mà vui, giàu có nhưng mà lại biết lễ. Cũng là giống như hôm trước nói là sinh vào trong gia đình phú quý đấy, vừa phú quý về tiền bạc nhưng lại vừa phú quý về lễ nghĩa, tức là ông bà tổ tiên tích chứa âm đức, chúng ta lại biết học tập để chúng ta thành người tốt đấy. Tức là đi từ sáng ra sáng, còn đây không, Khổng Tử nói phải tiến thêm một bước nữa là nghèo mà vui, giàu mà biết lễ nghĩa, thì như thế mới là tốt. Thế thì cái thấy người giàu có mà chúng ta đi nịnh nọt họ, à, đi xung xe nịnh hót để mà mong họ, mong được cái phước thừa của họ, thì đây là việc đáng xấu hổ. Chúng ta phải biết xấu hổ. Mà thấy người nghèo khó mà chúng ta lại đi ức hiếp họ, đi chèn ép họ, đi khinh khi họ, thì chúng ta phải biết đây là những cái việc làm rất là ti tiện, không nên làm. Đấy, làm được như thế, chúng ta phải dưỡng cái tâm mình như thế, thì thực sự mà nói là chúng ta đã có sự tu dưỡng nhất định. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói tới cái câu là chớ ghét cũ, không thích mới. Ở đây chúng ta thấy Việt Nam chúng ta các cụ nói là đừng có mà ưa mới nới cũ. Thấy cái mới rồi thì lại quên cái cũ. Một người mà thấy cái mới rồi thì quên mất đi cái cũ. Thì cái người này các con gọi là người như thế nào? Gọi là vong ân phụ nghĩa, đúng không? Đấy. Người mà không biết ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì có mới là người ta quên cái cũ. Giống như đang chơi với bạn, đang chơi với bạn này chơi rất lâu rồi, tự nhiên thấy có bạn mới đến cái là xung xoe bạn mới, quên mất bạn cũ. Thì cái người này là người vong ân phụ nghĩa. Chúng ta không nên làm người như vậy. Thầy nhớ cái trước đây mẹ thầy kể có câu chuyện đang chơi với cái người bạn này đi học cùng nhau là đi bộ, các con có hai người đi bộ cùng nhau thôi, đi bộ đến trường. Thế là cái người thứ ba đến thì người ta đi xe đạp, thì cái người bạn kia bạn nhảy lên xe đạp bạn đi, bạn quay lại bye bye nhá bye bye nhá. Thế là từ đấy trở đi không có chơi, không có chơi với cái người bạn này. Các con xem một cái chi tiết như vậy thôi
đang đi học, đang đi bộ cùng với nhau, hai người đang đi đang nói chuyện vui vẻ, tự nhiên có người đi xe đạp tới, thôi trèo lên xe đạp đi mất, để lại cho một mình ở lại đi bộ một mình. Các con xem những cái hành động như vậy có hay không? Chúng ta phải dùng cái tâm của mình để cảm nhận người khác, đó thực sự mới là cái tâm yêu thương. Nếu chúng ta đặt mình vào cái hoàn cảnh của người ở lại, các con cũng cảm thấy khó chịu, có đúng không nào? Cho nên ấy, chớ ghét cũ không thích mới, hay chúng ta nói cách khác là cái đồ cũ của mình ấy, chúng ta vẫn cứ yêu thương nó, mặc dù là nó cũ rồi nhưng chúng ta vẫn yêu thương nó. Chúng ta thấy cái mới, chúng ta cũng không khởi cái tâm gọi là quá ham hố, quá thích thú để rồi quên hết đi mọi việc. Thì đây cũng là sự tu dưỡng, đây là người có tu dưỡng. Thứ nhất là đối với bạn bè, các con xem chơi với nhau lâu rồi, đường đi lối lại, lời ăn tiếng nói, những cái tình nghĩa chúng ta đã qua lại với nhau rất lâu rồi, nó có tình cảm. Cái tình cảm này nó được xây dựng ở trên tình nghĩa, nó xây dựng ở trên đạo nghĩa, nó xây dựng ở trên niềm tin, sự yêu thương. Không dễ gì mà một lúc mà chúng ta có thể bỏ bạn để chúng ta đi đi tìm bạn mới được. À, có thêm bạn nhưng mà chúng ta không thể quên người bạn cũ được. Đặc biệt là những người bạn mà những người bạn tâm giao, những người bạn tri kỷ, họ hiểu mình hiểu họ, thì rõ ràng là chúng ta không thể nào quên được. Còn đối với những người mà vong ân phụ nghĩa thì chúng ta không nói rồi, chúng ta không nên rơi vào những cái người này. Hay đối với đồ vật cũng thế các con. Các con nghĩ xem những cái quần, cái áo của chúng ta, cái bút, quyển sách, là những cái thứ nó gần gũi với chúng ta thường ngày, thậm chí cả cái xe đạp của các con đi. Đấy. Tuy rằng chúng ta gọi là vật vô tri, vật vô tri, thông thường chúng ta vẫn nói là những cái thứ này là nó là vật vô tri, nó không có tình cảm giống như con người chúng ta. Nhưng mà đấy là theo cách nghĩ của chúng ta thôi. Nhưng các con biết không, chúng ta yêu vật là vật nó yêu lại, nó bền với chúng ta theo thời gian. Chúng ta thương người thì người thương lại, chúng ta yêu vật thì vật nó thương lại, nó sẽ bền chắc với chúng ta lâu dài. Đấy, cái bút thôi, thầy thấy có bạn nói là nó hỏng ngòi rồi mà con không nỡ bỏ đi, bởi vì bút này là bút thầy cô tặng, bút này là bút kỷ niệm, cho nên là nó phải thay ngòi thôi. Thế hôm nay thầy bảo với các bạn, bạn nào hỏng ngòi thì bảo với thầy thay, thì mua ngòi thay cho. Những cái này là cái mà cũng là tốt đấy nha, các con cũng là tốt, có tình cảm với những cái đồ vật của mình. Cái áo cũng thế, cái áo, cái quần, những cái thứ nó mặc, chúng ta mặc cùng với nó mặc, nó đi cùng với chúng ta hết ngày này sang tháng nọ, nó giúp chúng ta giữ ấm cơ thể. Thế rồi là đến lúc một lúc mà không thể mặc được nữa, cũng sẽ có lúc sẽ không thể mặc được nữa, bởi vì nó rách quá rồi không mặc được nữa, chúng ta bỏ đi chúng ta cũng cảm thấy cái điều gì đó nó rất là tiếc nuối, phải không nào? Bởi vì mình cũng là yêu cái áo cái quần này mà. Đấy. Đặc biệt là khi mà mẹ mua cho cái mới thì phải bỏ hết quần áo cũ đi, không mặc nữa, không ngó ngàng gì đến nữa, nhét hết vào trong góc đó, không đụng đến nữa. Thì điều này cũng không nên, con nha, không nên. Đồ vật cũng như vậy, mà đối với thực vật, cây cối cũng như thế. Chúng ta yêu thương nó cũng yêu thương chúng ta. Không nên thấy cái mới thì lại bỏ đi để à, bỏ cái cũ đi để mà lại xính cái mới, điều này không tốt. Ở trong cái cổ học Tinh Hoa có câu chuyện là người đàn bà cắt cỏ thi, hay lắm. Đây cũng có một câu chuyện nói là điển hình cho cái câu thơ này này, mỗi lần nói là thầy hay kể lại câu chuyện này. Thế là Khổng Tử mới đi ra đồng chơi với học trò. Ngày xưa đi học là đi du sơn ngoạn thủy mà. Đấy. Thế mới nhìn thấy một người đàn bà đứng ở đấy khóc.
đứng đấy khóc, thì Khổng Tử mới bảo học trò lại hỏi xem là vì sao mà cô đấy cô khóc. Thì cô ấy mới nói với mấy người học trò này, nói là bởi vì tôi đi cắt cỏ thi, thế là trước đây tôi có đeo một cái nhẫn cỏ thi mà nó lại rơi mất. Thì hôm nay tôi đi cắt cỏ thi tôi lại nhớ đến cái việc ngày xưa rơi mất cái nhẫn cỏ thi cho nên tôi khóc. Đấy, Khổng Tử nói là làm người, những cái đồ vật nó có tình cảm với chúng ta như thế đấy. Đấy, con người phải có cái tâm yêu thương như thế. Đấy, phải biết nhớ đến cái cũ, khi nhớ đến cái cũ thì lại khóc, bởi vì cái cũ này nó không có giá trị về vật chất nhưng mà nó lại có giá trị về mặt tinh thần, nó theo chúng ta lâu rồi, chúng ta có cảm tình với nó, chúng ta trân trọng nó, cho nên cái người đàn bà này nhìn thấy như thế thì khóc. Cái Khổng Tử mới dạy học trò là đấy, các con thấy không, ngay cái nhẫn cỏ không có giá trị gì cả mà người ta còn khởi cái lòng yêu thương như thế, trân trọng như vậy, huống hồ là giữa người với người chúng ta không nên có cái tính là ưa mới nới cũ, thấy cái mới rồi lại quên đi cái cũ. Đấy, cho nên là có nhiều khi là khi chúng ta đi, sau này chúng ta lớn rồi chúng ta đi ra thành phố thì chúng ta lại quên mất quê hương bản quán của mình thì nguy hiểm, phải không ạ? Đấy, có người mới rồi thì thậm chí là quên cả người người thân, quên cả ông bà cha mẹ ở nhà. Thì từ những cái việc nhỏ chúng ta suy ra cái việc lớn. Các con xem, một khi mà chúng ta đã xây dựng cho mình một cái tính cách, một cái tấm lòng nhân hậu như vậy, có trước có sau như thế, một người mà có lòng nhân từ, đặc biệt là khi có lòng nhân từ ngay khi còn nhỏ thế này, ngay khi các con đang còn nhỏ mà đã được xây dựng cái lòng trắc ẩn, lòng nhân từ, thì người xưa nói là cái đường đời của các con rất là rộng mở, rất là thênh thang rộng mở, bởi vì đi đâu các con cũng sẽ có người giúp đỡ, đi đâu chúng ta cũng có người yêu quý cả. Đấy, thì mong rằng hai cái câu thơ này, chớ không nịnh giàu, chớ khinh nghèo này, chớ ghét cũ không thích mới, nó là cái câu thơ mà nhắc nhở chúng ta. Thực ra không phải ai cũng được nghe câu này không các con ạ, không phải ai cũng được học đâu, cả kể cả cuốn sách này cũng vậy, không dễ gì mà gặp được mà được nghe đâu, nên chúng ta được nghe nó cũng là một lời nhắc nhở rất quan trọng, lúc nào đó chúng ta sẽ dùng đến. À, gặp sự gặp việc là rút ra giống như rút bổ bối ấy. À, thấy cái mới rồi thì chúng ta phải nhớ ngay đến cái câu này, chúng ta cũng không phải là quay mặt lại với đồ mới. À, cũng vui vẻ nhưng mà đối với cái cũ chúng ta cũng không thể quên được, phải không nào? Đây là dưỡng cái tâm nhân từ của chúng ta, dưỡng cái đạo nghĩa, cái tình nghĩa của chúng ta. Giờ hôm nay chúng ta dừng ở đây, chúc các con có một ngày thực hành tất người con thật tốt nha.